ta, chỉ thích cởi cơn gió mạnh đáp luồng sông dữ, chém cá kình giữa biển khơi, chứ quyết không chịu hôn lưng làm tỳ hiếp cho người. Hay hay. Ơ kìa Lê huynh, Lê Minh tôi xin kính chào chủ tướng. Lê huynh, tại sao hôm nay Lê huynh lại thay đổi cách xưng hô làm cho trinh tôi? Dạ thưa, từ thuở ấu thơ ta đã cùng học chung một thầy, chung một đường gương mũi giáo, thế tại sao hôm nay? Chuyện cũ ngày xưa đừng nên nhắc lại, khi lòng tôi đầy uất hận khô môi. Giờ đây chuyện gian san xin chỉ thác ở tai nàng. Thù dân tộc, thù nhà năng. Triệu tiến công nửa đường gài gánh bò, biết mấy công trình nơi đất quân an. Nay Lê Minh tôi xin vòng tay để cố cùng nhân dân ra sức dẹp xâm lăng. Hãy thấy anh mình và xin nhận cho tôi sao trước một lời thôi. Xin đất trời xé xôi. Ngày hôm nay Lê Minh tôi xin thề trước vong linh người chủ tướng anh hùng, bằng tất cả chân tình, bằng máu nóng trong tim. Vì bởi lẽ đó Lê huynh xúc động, là lá quyết thư và toàn bộ kế hoạch. Xin nhận cho thủ tướng ra đi, chỉ trở lại đây khi nào tan bóng giặc cù. Lời ta từ mong bạn hiểu lòng tôi. Tra hàng săn trái giặc à. Dạ, dạ không. Tướng quân cứ ngồi. Dạ, dạ thưa chủ tướng. Nếu đã gọi ta là chủ tướng thì ta ra lệnh cho tướng quân phải ngồi. Nhớ, khi nào có lệnh của ta, tướng quân mới được phép đứng lên. Nghe rồi. Xin tuân lệnh. Lê Minh tôi xin đa tạ tấm chân tình của chủ tướng. Giờ đây xin bái biệt. Bái biệt? À khoan, tướng quân hãy chờ ta trong giây lát thôi nha.
non sông ơi xin thề rằng mang chiến công về cho quê hương đất nước. Vô cầu tiếng người hận thù ngoài xăm chồng ách mang gông bắt dân tộc ta ngàn ngàn năm nô lệ bao quyết quán xung sụp sôi xin thề trước ánh thép xin thề trước ngàn vàng xin linh đứng lên gìn giữ nước non này. Một người đi, đi vào nơi hiểm nguy bên mến rừng giờ đây. Trọng trách nặng nề, trao tay đó, trao cả cô đồ, trao cả non sông. Trao cả cô đồ, trao cả non sông, ôi niềm vĩnh hạnh trong tay người dùng. Nặng nề dài dòng ở Lê Huynh đã được sự ủy nhiệm của chủ tướng thì dù vạn tử nhất sinh trước chủ tướng Lê Minh tôi xin thề bằng danh dự tích hậu luyện binh ta cho ngài quốc khởi đánh đuổi xâm lăng ta lấy lại cơ đồ phút lên đường nghe rào rực cả các đầu thù đem về tế mộ phần chủ tướng đi đi huynh ta hẹn ngày tao ngủ khi nước non này sạch bóng xâm lăng bái biệt